Vâng, em xin chào quý vị. Vâng, đấy, hôm nay em tiếp tục test cho quý vị cái con giải mã Oncol N9 quý vị nhá. Đấy. Đây, con này là đời, có thể nói rằng là đời cao nhất trong những cái con đời 9. Vâng. Đời 9 thì là đều là những cái đời cao nhất trong các cái đời giải mã của nó rồi. Ví dụ X9 là đời cao nhất. Đấy. X9 đời cao nhất trong đời X số trơn. Đấy. Hoặc là 9XDV thì là đời cao nhất trong cái đời 9 đầu DV. Đấy, hoặc là như con N9 này thì nó lại là đời cao nhất của đời N. Đấy. Và trong các cái phân khúc X rồi là 9 rồi là các cái phân khúc X này, rồi là V này, rồi là N này, thì N là đời cao nhất chứ quý vị nhá. Đời N là đời cao nhất trong các đời đấy, tức là nó ra gần đây nhất và nó được sản xuất gần đây nhất và có các cái công nghệ mà nó hiện đại nhất. Đấy. Đấy. Đấy quý vị nhá. Đấy, con này là được trang bị công nghệ mới nhất của hãng này. Đấy là công nghệ DNA-02. Đây là digital cái gì đấy audio ấy, em không nhớ chính xác lắm. Nhưng mà là Ninh 2, tức là cái kết nối tiểu thế hệ 2. Đấy, thế hệ 2 thì nó sẽ hay hơn cái bọn thế hệ 1. Nó sẽ có DNA-01 và DNA-02 nhé. DNA-01 thì nó sẽ không ghi chữ 1 ở đây đâu, mà nó chỉ được cái DNA-01 thôi. Còn DNA-01 thế hệ 2 nó sẽ ghi là DNA-02. Đấy. Và công nghệ giải tần rộng này, Wide Range Amplitude Technology. Đấy nhá. Đấy, tức là công nghệ giải tần rộng của AMD. Đấy. Trang bị rất nhiều những cái tính năng hay, những cái công nghệ mới ở trong này để là giải mã ra tiếng nó hay hơn và nó chất lượng hơn. Đấy. Thì đây chính là con Oncol N9. Đấy. Để quý vị nghe. Thấy không? Tiếng nó sạch hơn và nó cái giải bát giải chép của nó rộng hơn. Đấy. Để kết nối sang quang nhé, chúng ta sẽ ấn nút Line Input ở đây và chuyển nó sang cổng vào Digital đây. Đấy. Chuyển cổng Digital bằng cách là chúng ta đầu tiên là muốn kết nối Digital là chạy gắn vào cái cổng Optical In ở đây. Vâng. Chúng ta muốn kết nối đường quang in vào thì đầu tiên là sẽ phải có dây quang cắm vào đường quang in này. Và một đường quang out cắm vào trên TV Smart này. Đấy. Muốn có âm thanh đưa từ đây ra loa thì phải kết nối loa vào trong hai cái công suất này của nó. Đấy. Mỗi sợi dây này là một vế của nó nhé. Lưu ý cho em. Vâng. Đấy. Cứ một sợi này là phải một vế thẳng hàng này nhé. Chứ có nhiều quý vị đấu hai cái con sợi này lại đấu phát sang hai cái đỏ này phát là nguy hiểm ngay nhá. Đấy, không được nhá. Không do tiếng đâu và thậm chí nó có chập công suất luôn, quý vị lưu ý cho em. Đấy. Con này thì như quý vị thấy là N9 này là dòng đời cao nhất của nó nên chắc chắn là vẫn sẽ phải có cái đường ra cho súp này, đúng không ạ? Đường vào line cho điện thoại này, line in cho điện thoại này, đường tape in rồi là đường CR in cho điện thoại máy tính đủ cả nhá. Đấy. Oncol N9 này thì không biết được sản xuất ở đâu đây. À, nó vẫn được sản xuất tại Nhật nhé. Đấy, vẫn là hàng trọng điểm được sản xuất tại Nhật. À, Made in Japan. Vâng. Và con này thì như quý vị thấy là nó được sản xuất những năm rất là mới gần đây. Đấy, năm 2005 nhé. À. Ở đây thì nó đang hơi bị ngược sáng đi vậy. Đây, quý vị nhìn thấy số 05 không ạ? Đấy, đây nha. 2005. Đấy. Sản xuất những năm rất gần đây. Oncol N9. Đấy. Thì sau khi kết nối xong thì chúng ta sẽ chuyển cổng digital và để phát nhạc thôi. Đây. Thì cái này đi nó hết mất rồi. Đây, tôi chuyển. Thấy chưa? Giải mã rất ok nhá. Đấy, còn đây là CD. Đấy, CD vào rất trơn tru nhé. Chúng ta muốn chuyển sang CD thì ấn nút Play CD ở đây. Đấy, thế là nó chuyển CD thôi. Tất nhiên là với điều kiện chúng ta phải cho đĩa vào rồi nhé.
Để giữa các đầu vào với nhau thì tốt nhất là nên bạn nhỏ tiếng xuống để tránh cái hiện tượng bị sốc. Sốc ở đây không phải sốc loa đâu, sốc loa thì nó một phần thôi ạ, nhưng mà nó sốc ở cái tinh thần của quý vị ấy. Nhiều quý vị là muốn không muốn bị giật mình thì nên để nhỏ tiếng xuống trước khi chuyển giữa các cái đầu vào với nhau, bởi vì mỗi cái đầu vào nó sẽ có một cái mức âm lượng khác nhau và nó sẽ có những cái độ to nhỏ khác nhau, nên nó cùng một mức âm lượng đấy, nhưng mà chúng ta cắm điện thoại nó sẽ khác, mà cắm tường quang nó sẽ khác, cắm xe nó sẽ khác đấy. Nên chúng ta hãy lưu ý là nên bật nhỏ tiếng xuống, sau đó bật to lên dần, làm sao cho không vừa nghe được thôi. Đấy nha, này đĩa chạy ok luôn này, này thử. Đấy nha, ngược xuôi ok hết nha. Quý vị phải ngồi nghe ở đây mới thấy cái sự hay của cái con N9 này quý vị ạ. Nghe cái giải âm nó rất là rộng, nghe rất là sướng. Vâng. Nhìn cái màng bass rộng thôi đã thấy thích rồi, đúng không? Quá hay. Thử thêm một đoạn nhạc ở trên YouTube nha quý vị nhá. Quá hay luôn. Đỉnh thật. Con này rất đáng đồng tiền phát gạo luôn quý vị. Vâng. Đây nha, quý vị muốn chuyển nó sang đường điện thoại. Đấy. Thì chúng ta ấn input ở đây và chuyển nó sang cái đường vào có tên là line nhé, cái đường vào trên cùng. Không ai ngoài anh. Ngày xưa em nói anh như áng mây trôi theo. Quá hay. Muôn kịp xây đời đừng lề hoa vui sống cho nhau mà thôi, những lúc thương yêu người và khi gió lời rồi mùa đông băng. Thể hiện cái tiếng âm rất là hay, chất âm rất là hay và có một cái cảm giác là cái giải âm của nó rộng và nó thoáng, nghe rất là thoáng tai, nghe rất là sướng đấy. Nhằm nhằm dám bao mắt quay đi cho.
Rất hay. Vâng. Ok, đây là con Onkyo N9. Vâng. Con này thì đời cao này giá của nó nhá. Vâng, con này giá của nó là đi 2.200.000. Quý vị nào ai có nhu cầu mua liên hệ ngay cho bên em. Vâng, số điện thoại bên em là 0966 594 581 và địa chỉ cửa hàng tại số 57 Nguyễn Hoàng, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội. Em xin chào mọi người và xin hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo của bên em. Vâng.